siêu phẩm cặp bến nha cả nhà ơi, clip Thái đó, 150cc nha. Hổm gài thì cô chú anh chị hỏi em rất nhiều nè, cái này là hàng bỏ mẫu nha anh chị, tại giờ nó có 125 thôi đó, bây giờ là ra luôn phiên bản 150 nè anh chị. Đó, 150 này là hàng hiếm nha, nay em về được có một chiếc thôi, bây giờ nó ra 125 không à, 150 thì nó ngưng sản xuất rồi. À, giá thì cũng ngang với con SH đó anh chị, không hề rẻ nha, 100 lẻ mấy á. Rồi anh chị nào lấy con này thì tranh thủ lấy sớm nha, một xe duy nhất nha anh chị. À, còn đây là Accenter 150 Việt Nam và nhập khẩu luôn. Đấy, phiên bản nhập khẩu của Indo đây, nhập khẩu là nó sẽ kêu là MX King nha anh chị, MX King nha. Còn xe Việt Nam là Accenter. Thì mấy con này thì em đang hỗ trợ được cho anh chị mình là góp, không cần đưa trước nè, cứ mang căn cước lên là nhận xe. À, với lại là một con quay Thái mẫu 2023, hàng bỏ mẫu luôn, trắng đỏ anh chị. Đó, trắng đỏ nha. Còn anh chị lấy cái trắng xanh á, là 2024. Đó, thì đây mới về là xong, đẩy xuống em quay cho review cho anh chị xem nha. À, quá toàn là siêu phẩm nha anh chị. Đây con này là 150 nha. Đây siêu phẩm luôn, 150 đây. Đó, quá đẹp.